Một bạn có gửi câu hỏi về thảo dược Đức Thịnh như sau. Xin hỏi nhà thuốc là thời gian uống cây cỏ máu bao nhiêu tháng thì nên dừng và uống thay nước hàng ngày thì có được hay không ạ? Em xin cảm ơn. Chào bạn, cây cỏ máu thì được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian của người đồng bào dân tộc miền núi nước ta. Tại đây thì đồng bào dân tộc thường xuyên sử dụng cây cỏ máu để uống thay nước hàng ngày như là một phương pháp để giúp bảo vệ cho sức khỏe. Theo kinh nghiệm dân gian thì cây cỏ máu có tác dụng là bổ máu dưỡng huyết và đây còn là một vị thuốc có tác dụng là phòng bệnh và giúp tăng cân rất là an toàn. Nếu như là có điều kiện thì bạn nên sử dụng cây cỏ máu thường xuyên hàng ngày như là một loại trà thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Thời gian dùng cây cỏ máu thì không hạn chế. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.